Năm 179 trước công nguyên, khi mà nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm lược và sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, thì chính thức chúng ta đã bị mất đi sự tự do và độc lập. Và nhân dân ta đã phải trải qua hơn 1.000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Đây chính là lịch sử đen tối của dân tộc ta. Và bài 16 ngày hôm nay, cô và các con sẽ tìm hiểu về những chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc. Về kiến thức cần đạt. Thứ nhất, các con chúng ta cần phải nắm được những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam thời Bắc thuộc. Đây chính là nội dung cấu trúc bài học. Bài học sẽ gồm có hai phần. Phần 1 La Mã. Cô và các con sẽ tìm hiểu về các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Và phần 2 La Mã, chúng ta sẽ tìm hiểu về những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội của Việt Nam dưới thời Bắc thuộc. Nào, chúng ta hãy cùng đến với cô phần 1 La Mã, chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhé. Chúng ta đến với phần 1 nhỏ, tổ chức bộ máy cai trị. Mời các con cùng đọc câu hỏi với cô. Em hãy cho biết tên gọi nước ta thời kỳ thuộc Hán và thuộc Đường, các đơn vị hành chính và người đứng đầu. Và sau đó thì nhận xét cho cô về chính quyền ở Giao Châu thời thuộc Hán và chính quyền An Nam Đô Hộ Phủ thời thuộc Đường. Sau đây chính là sơ đồ của hình 16.1 và 16.2. Các con chúng ta quan sát nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn nhé. Đây là những gì mà cô hệ thống lại cho các con. Đây chính là lược đồ lãnh thổ nước ta dưới thời thuộc Đường. Các con sẽ thấy là nhà Đường chia nước ta ra làm 12 châu, trong đó Sóng Bình là trụ sở chính. Đây chính là sào huyệt chính của bọn quan lại phong kiến phương Bắc khi mà đóng quân đô hộ tại nước ta. Về nhận xét, chính quyền đô hộ phương Bắc kiểm soát nước ta ngày càng chặt chẽ nhưng vẫn không khống chế được làng xã Việt. Các tù trưởng, hào trưởng người Việt vẫn quản lý cấp huyện xã ở dưới thời Hán và cấp làng xã vào thời Đường. Mời các em cùng quan sát sơ đồ bộ máy hành chính nước ta dưới thời thuộc Hán. Chúng ta cùng quay ngược lại quá khứ vào năm 179 trước công nguyên. Lúc bấy giờ thì Triệu Đà đã xâm lược Âu Lạc và sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt. Nhà Triệu chia Âu Lạc thành hai quận, đó là Giao Chỉ và Chủ Chân. Giao Chỉ sẽ tương đương với khu vực Bắc Bộ ngày nay, còn Chủ Chân tương đương với vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đến năm 111 trước công nguyên, nhà Hán thay thế nhà Triệu xâm lược nước ta, thì nhà Hán lập thêm một quận là Nhật Nam, tương đương với vùng Quảng Bình, Quảng Nam ngày nay, và gộp với 6 quận của Trung Quốc thành một đơn vị hành chính, đó chính là Giao Châu. Và đến thời nhà Tùy và Đường thì nước ta được chia làm nhiều châu trực thuộc An Nam Đô Hộ Phủ. Vậy thì tại sao nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu vậy các em? Việc gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc đã thể hiện âm mưu gì của nhà Hán?
Sau đây thì chúng ta tìm hiểu về phần 2 nhỏ, chính sách bóc lột về kinh tế. Cô mời các con cùng quan sát những hình ảnh sau đây. Và hãy trả lời cho cô hai câu hỏi. Thứ nhất, nhân dân ta đã cống nạp những gì cho nhà Hán? Và thứ hai, vì sao các triều đại phong kiến phương Bắc lại nắm độc quyền về muối và sắt, đánh thuế cao về muối và sắt? Dựa vào sách giáo khoa thì các con sẽ thấy là chính quyền đô hộ yêu cầu chúng ta phải cống nạp những sản vật quý như là ngà voi, sừng tê giác, ngọc trai, đờ mùi, vân vân. Vậy thì tại sao chính quyền đô hộ lại nắm độc quyền về muối và sắt? Thì các con sẽ thấy là muối và sắt là hai thứ rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người. Muối là gia vị chính không thể thiếu hàng ngày, còn sắt thì là vật liệu chính để chế tạo công cụ lao động và vũ khí. Vì vậy, khi các triều đại phong kiến nắm độc quyền về muối và sắt, thì sẽ thu lại lợi nhuận rất là cao và sẽ kiểm soát chặt chẽ các cuộc nổi dậy khởi nghĩa của nhân dân ta. Đây chính là hai lý do để giải thích cho việc các triều đại phong kiến phương Bắc lại nắm độc quyền về muối và sắt. Vậy thì ngoài cống nạp, chính quyền đô hộ dùng cách gì để bóc lột dân ta về mặt kinh tế? Các con chúng ta có thể quan sát hình ảnh. Đây là các hình phạt nặng thường được chính quyền đô hộ sử dụng để cai trị nhân dân ta theo bắt thuộc, như là đánh đập bằng roi vọt nè, rồi trên trán thì sẽ khắc những cái chữ để mà quản lý nhân dân ta trong lúc mà chúng ta phải đi lao dịch và phục vụ cho bọn phong kiến phương Bắc. Vậy thì ngoài cống nạp, chính quyền đô hộ còn chiếm đoạt ruộng đất, siết chặt ách cai trị, đặt thêm thuế, bắt hàng ngàn thợ thủ công tỏi ở Giao Châu đem về nước. Và ở thời Đường thì bên cạnh chính sách cống nạp, chính quyền đô hộ còn tăng cường chế độ thuế khóa và lao dịch nặng nề. Và một trong những chính sách rất là thâm hiểm của phong kiến phương Bắc khi mà cai trị nước ta đó chính là chính sách đồng hóa. Vậy thì em hiểu thế nào là đồng hóa? Đây chính là câu trả lời của cô. Đồng hóa có nghĩa là ép buộc, bắt buộc dân tộc khác phải chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán của dân tộc mình. Vậy thì các con chúng ta đang hiểu là bọn chính quyền phong kiến phương Bắc đang cố gắng đồng hóa dân ta bằng cách đó là bắt dân tộc ta phải chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán của dân tộc Hán. Nhìn hình này, các em cho cô biết quân đô hộ đang làm gì với văn hóa Việt Nam. Như trong hình ảnh các con chúng ta đang quan sát, đây chính là trống đồng, một trong những sản phẩm về lao động ký ốc của ông cha chúng ta, đó là về nghề luyện kim rất là phát triển thời kỳ đó các con. Lúc bấy giờ thì bọn phong kiến phương Bắc luôn tìm cách xóa bỏ những cái tập quán lâu đời của người Việt và ép buộc dân ta phải theo phong tục và tập quán của họ. Bên cạnh đó thì chúng còn truyền thêm những cái tư tưởng như là nho giáo, những cái tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc được truyền vào Việt Nam để mà bắt dân tộc ta, nhân dân ta phải theo chúng. Vậy thì nhân dân ta có chấp nhận sự đồng hóa của bọn phong kiến phương Bắc hay không? Chúng ta hãy đến với một câu chuyện sau đây nhé. Và các con chúng ta sẽ đọc câu chuyện Mã Lưu Dân. Và hãy cho cô biết là qua câu chuyện này, nó đã phản ánh chính sách đồng hóa của phong kiến phương Bắc với ta như thế nào. Cô mời các con cùng đọc. Sau khi khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại, những người đã theo Mã Viện Nam Chinh rồi lưu lại vùng Sao Chỉ là những người di dân Trung Nguyên. Về sau họ trở thành những người Hoa Việt Nam. Hãy thử hình dung lại xem, những người Trung Hoa ấy đến sống ở Việt Nam, phần lớn là đàn ông, để làm nhiệm vụ đồng hóa,
tất phải lấy những người phụ nữ Việt Nam làm vợ. Vấn đề gia đình ở đây đã chuyển thành vấn đề dân tộc. Nếu những người đàn ông ấy là gia trưởng thực sự, thì họ đã biến người vợ con họ thành người tàu. Nhưng lịch sử đã cho thấy kết quả là không phải những phụ nữ ấy cùng con cái họ đã hóa thành người tàu, mà ngược lại. Cái làm huê cầu, cách các anh chợt đi của Hoa Kiều của người Hoa vào thời Đường, thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9, bây giờ là một đàn Việt Nam 100% với nghề thủ công rất Việt Nam và nổi tiếng là nghề nhuộm vải đen. Ai về đồng tỉnh huê cầu, đồng tỉnh bán thuốc, huê cầu nhuộm thâm. À vậy thì qua câu chuyện Mã Lưu Dân, thì các con có biết chính sách đồng hóa nào của phong kiến phương Bắc đã áp dụng với nhân dân nước ta hay không? Đó chính là đưa người Hán qua ở lẫn chung với người Việt nhằm truyền những cái tư tưởng phong kiến, những cái phong tục tập quán của người Hán vào nước ta. Nhưng mà nhân dân ta có dễ dàng khuất phục hay không? Qua câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy dân tộc ta vẫn cố gắng gìn giữ những truyền thống tốt đẹp, những phong tục tập quán cổ truyền của ông cha để lại. Qua một số ví dụ nhỏ đó, có thể thấy một sự thật lớn, đó là chính những người phụ nữ Việt Nam ở trong suốt hơn 1.000 năm bị bắt phục đó đã góp phần gìn giữ cho Việt Nam khỏi bị mất, khỏi bị đồng hóa. Và điều này cho thấy một hệ luận rõ ràng. Trong cuộc vật lộn nghìn năm đó, cuộc đấu tranh dân tộc và văn hóa, phụ nữ Việt Nam đã thắng, dân tộc Việt Nam đã thắng. Sau đây, cô mời các con sẽ ghi phần bài viết vào trong tập. Với phần 1 La Mã này, nội dung bài khá dài nên các con chúng ta sẽ chú ý để mà ghi chép bài đầy đủ và cẩn thận nhé. Và nếu như các con chúng ta ghi bài không kịp thì các con có thể bấm tạm dừng slide để mình viết bài vào trong tập nhé. Mời các con chúng ta cùng chép bài với cô. Đây chính là những nội dung mà các con sẽ phải ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 1. Cô đã có ghi rất là cụ thể những bài học và trong đó là những phần nào mà các con cần phải chú ý đến những cái trọng tâm. Thì nội dung kiểm tra học kỳ 1 của môn lịch sử lần này sẽ gồm có bài 9 Trung Quốc cổ đại, phần 4 La Mã, bài 10 Hy Lạp cổ đại, phần 2 3 La Mã, bài 11 La Mã cổ đại, phần 2 3 La Mã, bài 13 giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10, phần 1 2 La Mã, bài 14 nước Văn Lang Âu Lạc, phần 1 2 La Mã, và cuối cùng là bài 15 đời sống người Việt dưới thời Văn Lang Âu Lạc. Thì bài 15 này các con chúng ta ôn tập cho cô phần 1 La Mã. Như vậy thì các con sẽ thấy là chúng ta đã đến những cái tiết học cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1. Vì vậy cô mong các con chúng ta phải thật sự nghiêm túc để mà ôn tập
để có được những kết quả cuối học kỳ thật là tốt. Và cô chào tạm biệt các con. Tuần sau thì chúng ta sẽ có một tiết ôn tập để chuẩn bị cho những nội dung diễn ra học kỳ 1 nhé.